Vừa mới thức dậy, tôi đã cảm nhận rõ rệt rằng buổi sáng hôm nay trời đã là khác lạ so với buổi sáng của ngày hôm qua. Sau một đêm, từ lúc nào không rõ, chỉ biết lúc này đây, cả thành phố Đà Lạt đã chìm trong màn sương mờ huyền ảo. Khung cảnh trời quang, mây tạnh, gió thổi nhẹ nhẹ, cảnh trên những bạt ngàn của rừng thông, vườn hoa đủ sắc màu rực rỡ được ông mặt trời chiếu xuống muôn vàn tia nắng vàng. Giống như màu của những bông dã quỳ nở rộ ven đường từ sân bay Liên Khương về thành phố Đà Lạt không còn nữa. Thay vào đó toàn là sương mù buổi sớm, những màn sương bảng lảng, mỏng tang bao trùm, răng mắc khắp không gian. Sáng nay, Đà Lạt sương xuống thật nhiều. Khói sương trùm lên trên đỉnh núi Lang Bia mờ ảo, trùm lên rừng thông, ruộng vườn, làng mạc, phố phường. Sương phủ kín mặt hồ Xuân Hương có hình dáng như một củ khoai lang nằm ngang, mặt hồ êm đềm, phẳng lặng. Đứng trên đường Hùng Vương, nhìn về phía nhà ga xe lửa Đà Lạt, thấy làn sương trắng đục đang bồng bềnh, chậm rãi ngoi lên. Xa trông như những sợi khói lam chiều len lỏi, chui ra từ mái bếp lợp bằng dạ, gợi cho ta những ký ức về một thời xa ngái. Khói bếp sộc vào mắt, mũi cay xè, đến ngay rơm, dạ cũng không có đủ để nấu trọn vẹn bữa cơm chiều. Trong một quán cà phê, ông chủ là người Hưng Yên nằm bên đường Nguyễn Đình Chiểu, cách chợ Đà Lạt không xa. Mấy anh em du khách thưởng thức hương vị của ly cà phê còn đang tỏa khói, được trồng tại cao nguyên Lâm Viên. Chúng tôi vừa bày tỏ những cảm nhận ban đầu của mình về thành phố Đà Lạt. Anh T, người có trí tưởng tượng khá phong phú, đã ví Đà Lạt như một thiếu nữ nhân sắc yêu kiều, thế mà vẫn được mẹ thiên nhiên ưu ái. Ban tặng thêm cho một tấm khăn voan khổng lồ, được dệt bởi vô số những sợi mây trắng ngà, đẹp mắt và thướt tha. Với kiểu thời tiết se se, lạnh lạnh như những ngày đầu đông của miền Bắc, khoác lên mình tấm khăn voan khổng lồ ấy, nàng thiếu nữ Đà Lạt không những đủ ấm mà càng lãng mạn, kiêu sa, mỹ miều hơn. Với anh B, ấn tượng nhất của anh về Đà Lạt lại là cảnh những đồi thông nhấp nhô chạy dọc bình nguyên, là chập trùng những cánh rừng thông nhiều năm tuổi nối tiếp, sinh sôi, màu xanh trải dài ngút tầm mắt. Trên mảnh đất cao nguyên Lâm Viên này, từ đỉnh núi xuống đến sườn đồi hay ở bên đường, ven hồ, nơi nào cũng có màu xanh của thông. Vì vậy, đến Đà Lạt ai cũng cảm nhận được thành phố này đang ở trong rừng thông, và khi ta thong dong dạo phố thì lại thấy rừng thông xanh tươi trong phố, trong khuôn viên trường học, nhà hàng, công sở. Tiếng thông reo vi vu giữa không gian, tấu lên những bản nhạc trữ tình, du dương, nên Đà Lạt còn có tên là thành phố thông reo. Thông xanh trở thành linh hồn của Đà Lạt. Đứng ở ven đường, ngửa cổ nhìn lên trời thấy vời vợi thông xanh, đưa mắt nhìn xuống phía dưới là thấy thông kề nhau, xếp hàng ngay ngắn như học sinh xếp hàng vào lớp. Quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt được xây dựng từ năm 2009, phải thi công mất 6 năm công trình này mới hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2016. Với kinh phí lên tới 681 tỷ đồng, công trình này được xem là một trong những công trình trọng điểm quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Quảng trường này có tổng diện tích lên tới hơn 70.000m², mặt trước hướng ra hồ Xuân Hương. Với vị trí đắc địa, không gian thoáng mát cùng rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo, Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt như điểm nhấn đầy ấn tượng của thành phố sương mù. Hàng năm, địa điểm này thu hút được rất nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tới tham quan, vui chơi. Không những thế, nơi đây còn là địa điểm thường xuyên diễn ra những hoạt động cộng đồng, những sự kiện quan trọng của thành phố. Vì quảng trường này nằm trong khu trung tâm thành phố nên việc tìm đường đến đây cũng khá dễ dàng. Quảng trường này nằm trên đường Trần Quốc Toản, ngay bên bờ hồ Xuân Hương. Bạn chỉ cần đi hướng về đó sẽ thấy một bông hoa dã quỳ khổng lồ màu vàng, đó chính là điểm bạn cần đến quảng trường Lâm Viên. Nụ hoa Atiso. Đầu tiên là nụ hoa Atiso khổng lồ. Công trình độc đáo này có chiều cao hơn 15m. Phần khung thép được tạo hình xoắn theo đúng hình nụ hoa Atiso. Phần bên ngoài được bao bọc bởi những tấm kính màu vàng xanh tượng trưng cho những cánh hoa nhỏ. Xanh non khiến nó trở thành một điểm nổi bật giữa quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt. Có lẽ điều thú vị hơn cả chính là quán cà phê được thiết kế ở bên trong. Nhiều du khách đến thăm công trình này đều tỏ ra bất ngờ về điều này. Không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng cao, bên trong công trình này còn được tích hợp quán cà phê thơ mộng. Sau những giờ vui chơi, tham quan bạn có thể dừng chân tại quán cà phê này, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn cảnh đẹp bên hồ Xuân Hương. Có lẽ điều thú vị hơn cả chính là quán cà phê được thiết kế ở bên trong. Nhiều du khách đến thăm công trình này đều tỏ ra bất ngờ về điều này. Không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng cao, bên trong công trình này còn được tích hợp quán cà phê thơ mộng. Sau những giờ vui chơi, tham quan bạn có thể dừng chân tại quán cà phê này, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn cảnh đẹp bên hồ Xuân Hương. Bông hoa dã quỳ khổng lồ.
Tiếp tới là một công trình độc đáo không kém với biểu tượng hoa dã quỳ màu vàng tươi. Đóa hoa khổng lồ này cao gần 20 mét. Với diện tích lên tới 1.200 m2, bên trong là không gian biểu diễn nghệ thuật được với sức chứa 1.500 chỗ ngồi được thiết kế hiện đại. Với kiểu thiết kế nằm nghiêng về một phía, những cánh hoa vàng ôm sắt tạo thành những đường cong, bạn hoàn toàn có thể hình dung ra một bông hoa dã quỳ khổng lồ ở bất cứ góc nhìn nào trong quảng trường. Nơi đây cũng được coi là biểu tượng của thành phố, thu hút lượng khách du lịch tới check-in rất đông mỗi ngày. Ngoài hai công trình nổi bật, quảng trường Lâm Viên Đà Lạt còn được tích hợp rất nhiều khu giải trí, tiện ích khác như khu vui chơi, khán đài với sức chứa 15.000 người, siêu thị Big C, không gian cây xanh, bãi đậu xe. Là những cung đường rừng thoai thoải dốc, uốn lượn, quanh co chạy qua đồi thông, rừng thông, lúc ẩn, lúc hiện. Dưới vòm trời của những đám mây màu thiên thanh, dưới tán lá của bạt ngàn rừng thông, cùng với sự tĩnh lặng đến sâu lắng, những cung đường ở Đà Lạt hiện lên đẹp mắt, mang đến cho du khách cái cảm giác thích thú, gần gũi với cỏ cây hoa lá giữa đại ngàn của thành phố mộng mơ Đà Lạt. Cùng ngồi uống cà phê với chúng tôi, có anh Hà Hữu Nết, quê ở tỉnh Hà Nam. Hiện anh là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Vốn là một nhà báo, lại có thời gian sinh sống và công tác ở thành phố Đà Lạt khoảng 40 năm nên anh Nết khá am hiểu về mảnh đất này. Gần 2 giờ đồng hồ ngồi trong quán cà phê, anh Nết nhiệt tình, hào hứng kể cho chúng tôi nghe về lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của thành phố cao nguyên Đà Lạt. Vào năm 1893, phát hiện ra vùng đất Đà Lạt nằm trên độ cao khoảng 1.500 mét so với mực nước biển, khí hậu nhiệt đới núi cao, không nóng quá, cũng không lạnh quá. Đến gần đầu thế kỷ 20, người Pháp xây dựng nơi đây như một đô thị nghỉ dưỡng, nơi tái hiện khung cảnh núi Alps giữa vùng cao nguyên xứ Đông Dương với khoảng 1.300 ngôi biệt thự kiến trúc kiểu châu Âu. Cái đặc biệt của thành phố Đà Lạt là không có xích lô, không có đèn báo tín hiệu giao thông và không có máy điều hòa nhiệt độ. Trong một ngày, Đà Lạt có tới 4 mùa, đêm về sáng sớm là mùa đông se se lạnh, tiếp đến là mùa xuân ấm áp, buổi trưa là mùa hè nhưng không nắng nóng như ở Hà Nội, Sài Gòn. Chiều đến là mùa thu mát mẻ, nhiệt độ trung bình trong ngày từ 18 đến 21 độ C. Theo anh Nết, du khách tới thăm Đà Lạt có thể đến các địa chỉ như nhà thờ Con Gà, ga xe lửa Đà Lạt, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, nhà bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, hầm rượu vang Đà Lạt, núi Lang Biang, dinh Bảo Đại, biệt thự Hàng Nga, chùa Linh Phước, thiền viện Trúc Lâm. Trái với không khí có phần nhẹ nhàng và thanh bình vào buổi sáng, ở buổi chiều và tối bạn sẽ thấy người dân, khách du lịch tới đây vui chơi rất đông, đặc biệt là các em nhỏ, đem lại bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp hẳn. Thời điểm này bạn có thể tham gia những hoạt động thú vị như trượt patin, thả diều, chơi ô tô điện, tụ tập bạn bè thưởng thức những món ăn đường phố, chiêm ngưỡng những màn phun nước nghệ thuật đặc sắc.